Chào mừng mọi người đến với Vela Podcast. Đây là một podcast chuyên chia sẻ về những vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh, đồng thời là cựu học sinh tại Vela. Mục đích của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình. Podcast sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần Vela giải đáp, hãy điền thông tin vào form trong phần mô tả nhé. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nói về chủ đề Certificate Mục đỏ quan trọng đến 7 sao. Và với sự góp mặt của một khách mời rất là đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là em Đào Huy, hiện đang là học sinh của khóa 2023 tại Vela. Hello Đào Huy. Hey, chào chị. Ok, thì chị không biết là Đào Huy có thể gửi lời chào tới tất cả các khán giả đang nghe podcast của mình được không ha? Mình chào tất cả các bạn đang nghe tập ngày hôm nay. Thì mình sẽ giới thiệu một chút là mình tên là Đào Nguyên. Hiện tại mình đang là học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông Ngô Quý Đôn, cũng như mình là niên khóa 2023 của Vela. Ok, thì chị cảm ơn Đào Nguyên rất là nhiều vì những thông tin cá nhân. Thì được biết là Đào Nguyên hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chị thấy là các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh ấy rất là năng động ha. Vì những năm gần đây ấy, những cái dự án ở thành phố Hồ Chí Minh được xuất hiện rất là nhiều. Thì không biết là Đào Nguyên đã có những cái kinh nghiệm tham gia hoạt động ngoại khóa như thế nào? Em có thể chia sẻ đôi chút về những cái kinh nghiệm đó không ạ? Đối với lại kinh nghiệm thì em nghĩ em là một người bắt đầu trong một ngành hồ sơ khá trễ. Nhưng mà về việc làm hoạt động ngoại khóa thì em đã tham gia khá là nhiều hoạt động từ lớp 10 và lớp 11. Kiểu, và trong mỗi dự án em cố gắng hết sức để mà thử nhiều vai trò khác nhau á. Em đã là coordinator của những cái dự án liên trường và giao lưu của các trường của Nhật Bản đến Việt Nam của Japan Foundation. Hiện tại em đang là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường trung học phổ thông Ngô Quý Đôn được 3 năm, và em cũng từng là co-founder và là president của Asimov Project, một dự án về khoa học ở trên Facebook với hơn là 3.000 lượt like. Sau qua những cái thành tích về hoạt động ngoại khóa của Đào Nguyên thì chị thấy rất là ấn tượng ha. Hầu như các hoạt động của em đều tập trung vào cái mảng design và mảng thiết kế rất là nhiều. Thì chị không biết là sau khoảng thời gian gần như là 3 năm á, mà em đảm nhận cái vị trí như là head của ban thiết kế nè, thì em có nhận ra được những cái điều gì từ những cái vị trí đó, em thấy là nó quan trọng trong cái tương lai của em sau này không? Tại vì em có cơ hội được làm việc trong cái môi trường đó trong 3 năm, nên là em thấy là kiểu càng ngày mọi người càng mong muốn mọi thứ nó đẹp đẽ trở lên, đẹp đẽ lên. Kiểu họ mong từ portfolio hay là resume hay là trình bày những cái văn bản bình thường hay nữa, họ cũng mong là nó chỉnh chu và nó đẹp nhất có thể. Nên là cái mà em rút ra được từ những cái dự án mà em làm design á, chuyên về mặt thiết kế, về mặt hình ảnh thôi á, là nó giúp em trở nên chỉnh chu hơn, kiểu em chú trọng tiểu tiết nhiều hơn á. Và điều đó giúp cho những cái về mặt nghệ thuật của em, như là portfolio hay resume á, nó là một điểm cộng đối với em luôn á. Và em kiểu làm nó đẹp hơn. Không biết là động lực tham gia hoạt động ngoại khóa của Đào Nguyên là gì đi? Ban đầu là một người đã định hướng đến sẽ đi du học, thì em làm các hoạt động ngoại khóa ban đầu cũng chỉ là để lắp đầy hồ sơ của mình thôi. Nhưng mà kiểu khi mà em cam kết vào bất kỳ một cái hoạt động nào, em thấy là mình có cơ hội làm quen được rất là nhiều bạn mới và một học được thêm rất là nhiều kỹ năng. Và cơ bản là tại vì em đã cam kết rồi đó, nên là nó kéo em ra khỏi cái sự ngại thử thách với lại cái sự lười biếng của em đó. Rồi cái việc mà em trở nên tốt hơn từng ngày đó, là cái động lực để em tham gia thêm nhiều. Đúng, chị thấy là thực sự là rất là nhiều bạn nhỏ và trưởng thành hơn rất là nhiều sau khi mà tham gia hoạt động ngoại khóa. Rồi thì chị không biết là sau khi tham gia hoạt động ngoại khóa thì Đào Nguyên, em nghĩ rằng cái giá trị quan trọng nhất mà các hoạt động mang đến tham gia các hoạt động ngoại khóa, thì em thấy cái mà giá trị mà mọi người thường không để ý tới đó chính là em coi trọng nhất là các mối quan hệ. Tại vì cái mối quan hệ tạo ra để cho tụi mình để nên tốt hơn từng ngày, đúng không chị, và giúp đỡ được mọi người xung quanh nữa. Nhưng mà việc nuôi dưỡng được các mối quan hệ nó dạy cho em được nhiều bài học hơn, tại vì em làm quen được nhiều người hơn,
em có nhiều góc nhìn hơn. Hơn nữa là bạn bè của em á cũng góp phần giới thiệu cho em nhiều cơ hội hơn để em có thể phát triển hơn. Rồi, thì hiện nay á chị thấy nha, có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là tham gia hoạt động ngoại khóa là phải có được một chiếc sọt màu đỏ. Sọt màu đỏ đây tức là những cái sọt mà nó có những cái dấu màu đỏ từ những cái cơ quan, những cái tổ chức uy tín. Thì chị thấy là có rất là nhiều bạn chỉ hỏi sọt màu đỏ trên những cái group về thông tin hoạt động ngoại khóa thôi, thì Đào Nguyên nghĩ như thế nào về vấn đề này? Em nghĩ cái điều mà các bạn tìm kiếm những chiếc sọt màu đỏ là tại vì các bạn đang bị hơi hiểu lầm về cái từ hoạt động ngoại khóa. Các bạn thường đang bị nghĩ rằng hoạt động ngoại khóa phải là những cái thứ mà được cơ quan cao cấp công nhận, hoặc là những cái project ở trên Facebook, những cái trên nền tảng social media. Nhưng mà thông qua những gì mà em hỏi được nhân viên tuyển sinh hay là những gì em đã được học đó, thì em nghĩ hoạt động ngoại khóa là cái để mà chứng minh cái khoảng thời gian sau nhà trường của các bạn đó, là các bạn đã làm gì đó bổ ích cho xã hội. Thì việc chăm sóc ông bà bị ốm đúng không, hay là tham gia nhóm đánh đàn, chơi thể thao, hay là dạy học cho mấy em họ em ruột của mình á, những cái đó em nghĩ là cũng được tính là hoạt động ngoại khóa. Vậy á, nên là em khá là hiểu tâm trạng của các bạn khi mà các bạn chưa hiểu được nghĩa của từ hoạt động ngoại khóa. Là em cũng thấy là quá nhiều người tìm chiếc sợi mọc đỏ ở trên mạng. Nhưng mà đối với bản thân em thì em nghĩ sợi mọc đỏ không có quan trọng tới vậy. Tại vì bản thân em làm nhiều dự án vậy á, chỉ có 30% trong những dự án đó cấp cho em sợi mọc đỏ thôi. Và hầu như thì cái dự án mà cấp sợi á thì em cũng ít mention nó trong cái phần comment app của em đó. Tại vì đó không phải là những thứ quá nổi bật. Nên mà cái mà mình nên chú trọng vào thay vì tìm kiếm những chiếc sợi mọc đỏ là cái tầm ảnh hưởng tích cực của dự án đó lên xã hội là như thế nào. Kiểu em nghĩ là mình nên chú trọng cái tác động của nó lên xã hội thay vì chỉ tìm kiếm mỗi chiếc sợi mọc đỏ. Rồi, thì Đào Nguyên nghĩ nha, chiếc sợi mọc đỏ về một khía cạnh nó thì có thể nó vẫn có một cái giá trị nhất định. Thì em không biết là em nghĩ là cái giá trị mà nó có thể mang lại cho các bạn nó là gì và khiến các bạn lại chú tâm đến cái sợi mọc đỏ như vậy. Quan điểm của em là em thấy có sợi mọc đỏ cũng hiểu sao. Tại vì chiếc sợi mọc đỏ chỉ chứng minh được rằng là cái hoạt động đó của các bạn được mọi người công nhận, được cơ quan có thẩm quyền công nhận, kiểu những người có chuyên môn công nhận và cấp bằng. Thì nó có nghĩa là cái sợi mọc đỏ đó chỉ giúp cho các bạn yên tâm thôi, chứ thật ra trong quá trình làm hồ sơ thì em thấy nó không có tác dụng gì hết. Như vậy là em đánh giá cao cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm nhiều hơn là những cái một chiếc sọt mọc đỏ thông thường thôi đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, bản thân chị cũng là một học sinh mình tham gia động khóa thì chị vẫn đánh giá cao cái kinh nghiệm. Tại vì kinh nghiệm là cái điều mà mình sẽ nói được rất là nhiều. Còn cái tờ giấy đơn giản đó chỉ in tên của mình, in nơi cấp cho mình thôi, nó không nói được về những cái quá trình mà mình cố gắng, những cái mồ hôi công sức của mình bỏ ra nó to tát đến nhiều mệt. Mình là người trong cuộc ấy thì mình mới có thể nói được bài nói nhiều nhất. Rồi, chị thấy quan điểm của Đào Nguyên rất là đúng đắn ha. Không biết là với Đào Nguyên thì em có thể nói là vì sao các bạn nên quan tâm đến nhiều mặt khác của hoạt động hơn so với việc là chỉ chăm chăm đến cái quyền lợi là được nhìn sạch mặt rõ. Em có thể kiểu nói nhiều hơn về những cái lợi ích khác bên cạnh cái sạch mặt rõ. Em cung cấp cho các bạn một sự thật là trong cái quá trình làm hồ sơ không có ai yêu cầu các bạn scan cái certificate mà có cái mọc đỏ để up lên trên comment app hay là portfolio hay là resume. Vậy nên là cái sự mọc đỏ thực sự nó không có quan trọng tới vậy. Mà cái mà các bạn nên quan tâm nhiều hơn á là những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm và những cái yếu tố khác mà các hoạt động nó mang lại cho các bạn. Giống như là thông qua những hoạt động á, các bạn sẽ làm quen được rất nhiều người bạn mới. Em là một người đã thay đổi kiểu thay đổi bản rất là nhiều, tại vì em đã làm quen được những người bạn thích mà những người bạn đó là bắt nguồn từ những hoạt động ngoại khóa của em. Những hoạt động ngoại khóa có thể mang đến cho những bạn, các bạn là những cái chuyến đi nữa, chuyến đi mà các bạn có thể trải nghiệm những thứ mà trước đây các bạn chưa cần. Bây giờ giống như là đi nhận mở,
đi viện dưỡng lão, đi xa, là những chuyến đi mà các bạn có thể thay đổi góc nhìn rất là nhiều, hay là những kỹ năng mà các bạn sẽ ít được học ở ngoài đời, giống như là kỹ năng kiềm chế cảm xúc khi mà làm việc, kỹ năng lắng nghe bản thân để mà coi mình thực sự muốn gì. Tại vì những cái đó là những cái mà chiếc sừng mộc đỏ không thể hiện được, mà chỉ có các bạn khi mà tham gia vô được thì các bạn mới có thể cảm nhận được là bản thân mình đã thay đổi như thế nào thông qua từng cái dự án. Rồi, câu hỏi cuối cùng cũng như câu hỏi khép lại cái buổi podcast ngày hôm nay ha. Thì chị nghĩ là đây là một cái câu hỏi rất là nhiều bạn quan tâm luôn. Đó là Đào Quyên có thể gợi ý một vài hoạt động ngoại khóa đáng tin cậy hiện nay và cách xác định những cái hoạt động ngoại khóa phù hợp với các bạn đang ở lứa tuổi cấp 3 được không? Để mà gợi ý thì nó có rất là nhiều thứ. Nhưng mà chuyên cho những cái bạn mà đang có ý định làm hồ sơ đi học thì em sẽ phân các bạn thành hai nhóm người. Tiên là nhóm người đã biết mình muốn học ngành gì và cái ý chính của cái bộ hồ sơ của mình là gì, hay là nhóm người chưa biết gì cả. Thì đối với lại các bạn đã biết được cái ngành mà mình muốn học á, em khuyên các bạn nên tìm những cái dự án, những cái dự án xã hội hay là dự án cá nhân mà các bạn tự tạo nên cũng được, nó liên quan đến ngành học một xíu. Tại vì khi mà nó liên quan đến ngành học, các bạn vừa có thể tìm hiểu thêm về kiến thức chuyên môn trong quá trình làm, cũng có thể là lấy cái phần đó thêm vào activities trong cái common app, hoặc là đặc biệt là cho các bạn viết thư giới thiệu và luận phụ. Rất là quan trọng khi mà cái dự án của bạn liên quan đến cái ngành của các bạn học. Còn đối với là các bạn chưa biết gì hết thì cái mà em khuyên các bạn là các bạn nên tìm những dự án có tầm ảnh hưởng xã hội rất lớn, giống như những dự án từ thiện, những dự án giúp đỡ cộng đồng, thay vì chỉ là những dự án cung cấp kiến thức thông thường. Tại vì thông qua cái mùa dịch á, em thấy gọi là cái sự bão hòa dự án, quá nhiều dự án đã tải ra và quá nhiều dự án trên Facebook á, nó là đại trà rồi, và cái đó không còn được những nhà tuyển sinh trân trọng nữa, và họ mong chờ những cái thứ khác. Còn những cái thứ mà tầm ảnh hưởng cá nhân, giống như là các bạn quay video YouTube, quay TikTok, rồi các bạn làm những cái thứ giống như là photoshoot, hoặc là làm bánh tặng chị em, đó là những cái thứ mà không còn quá phổ biến nữa, mà các bạn nên hiểu về bản thân nhiều hơn trước khi bắt đầu làm dự án nào đó. Có một vài dự án kiểu iconic mà các bạn nên biết tham gia, để em hãy nói là những trải biết giống như là Sugar, là dự án dạy cho trẻ em khó khăn, hoặc là Mate Project là giúp đỡ cho những trẻ em có tự kỷ, hoặc là Enlighten là giúp đỡ cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Thì đa phần em hướng tới các bạn nên tham gia vào những dự án có ý cộng đồng và thiện nguyện nhiều hơn là những dự án bình thường. Rồi, như vậy thì chị sẽ tắt lại bạn xíu những cái gì mà Đào Nguyên vừa truyền tải. Thì Đào Nguyên đang muốn nhấn mạnh cái việc thứ nhất là cá nhân hóa các hoạt động của mình, khiến nó trở nên việc có những cái việc làm mà hầu như chưa ai từng nghĩ tới, và nó không quá đại trà, miễn sao là nó yêu mình yêu thích và nó đúng với lại cái sở thích đam mê của mình là được. Và cái thứ hai là mình nên hướng đến những hoạt động nó có tiếng, nó chất lượng và nó đã lâu tuổi rồi ha, nó thực sự là mang tới những cái giá trị có ích cho xã hội, thay vì những hoạt động chỉ hoạt động trên nền tảng chính là online thôi. Thì chị cảm ơn Đào Nguyên rất là nhiều vì những cái chia sẻ rất là có ích ngày hôm nay. Rất là hân hạnh khi mà Đào Nguyên trở thành khách mời của mình ha. Và hy vọng là các bạn sẽ gửi những cái lời chào cũng như là gửi những cái lời cảm ơn đến bạn Đào Nguyên của chúng mình vì đã dành thời gian để đưa đến những cái lời khuyên thật là bổ ích. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Villa Podcast xin hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần tiếp theo.